Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Xem trước Honda Hornet CB 7/10 2023 lộ diện, mang cho mình thiết kế góc cạnh. Hornet CB 7/10 2023 được trang bị cho mình cái động cơ đặc hai xanh song song, dung tích là 755 phân khối, đi kèm hộp số con tài 6 cấp và liên hợp chống trượt. Hãng Honda chính thức công bố về một cái mẫu xe mô tô mới là Hornet CB 7/10 2023. Cái mẫu xe này mang cho mình thiết kế góc cạnh hầm hố hơn. Theo như kế hoạch thì Hornet CB 7/10 2023 sẽ xuất hiện trong cái cuộc triển lãm xe máy ở Intermos ở Cologne, Đức. Với cái sự trở lại của chiếc Honda Hornet danh tiếng một thời đã được dự đoán từ khá lâu và trong vài tháng qua, nhãn sức đến từ Nhật Bản cũng đã liên tục hé lộ những thông tin mới nhất, từ những phát thảo ý tưởng hình dáng đến những thông số kỹ thuật về mặt động cơ. Cái mẫu xe này được trang bị cho mình cái động cơ là hai xanh song song, dung tích thật là 755 phân khối, sinh ra cho mình một cái công suất là 90,5 mã lực, đi cùng mô men xoắn cực đã là 75 Nm. Xe có mức tiêu hao nhiên liệu là 3,6 lít cho 100 km, dung tích bình xăng là 15,1 lít. Không chỉ mang cho mình một cái thiết kế mới, Hornet CB 7/10 2023 nó còn thừa hưởng cái công nghệ từ một loạt các dòng xe như cái lớp phủ nickel, silicon, carbon trên các dòng là hai xanh, được kế thừa từ các dòng xe thể thao hàng đầu của hãng Honda như Super R1000 RR và một hệ thống là Unicam chia sẻ từ cấu hình của nó với cái chiếc là CRF 450R, một cái dòng xe địa hình đã vô địch rất nhiều mùa giải trong cái năm 2022. Cái mẫu xe mới có 4 chỗ lái bao gồm Grand, Standard, Sport và User, cho phép người dùng điều chỉnh theo ý muốn. Một chế độ lái thay đổi cái đặc tính của phần động cơ, không chỉ ở những cái bước ga, kiểm soát công suất, mô men xoắn mà còn trong việc giảm tốc. Cái việc điều chỉnh phanh động cơ được tích hợp cho từng chế độ. Hơn nữa, mỗi chế độ trong cài đặt chống bốc đầu tích hợp riêng. Honda Hornet CB 7/10 2023 ở dụng bộ khung hình kim cương làm từ thép hoàn toàn mới. Hệ thống cái giảm sóc trước và sau đều ở dụng thiệu đến từ Showa, với cái giảm sóc trước đường kính là 41 mm. Phần bánh trước bánh sau đều bằng máy in, với lớp ở trước là 120x70, trong khi phía sau là 160x60. Cái điều đặc biệt là chiều cao yên của cái chiếc Hornet CB 7/10 2023 chỉ dừng ở mức là 795 mm, nó tương đương với các dòng xe như Honda SH 150i. Điều này mang đến một cái tư thế ngồi rất thoải mái. Xe được trang bị cho mình màn hình TT 5 inch, có tính kết nối điện thoại thông minh, người lái có thể điều khiển bằng giọng nói. Và cái chiếc Honda Hornet CB 7/10 2023 đang có mức giá bán dự kiến rơi vào khoảng là 8.035 USD. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, để tiếp nhớ like và subscribe.